Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với Trang Beauty nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí móng bằng sơn gel. Các bạn hãy cùng theo dõi mình.
đây là thành quả của mình nha. Với cách này thì các bạn có thể trang trí được nhiều kiểu nha. Như cái này thì mình thấy nó cũng giống như cái chiếc dép vậy ạ. Cái sơn gel thì ở video trước mình cũng có làm một cái nơ bằng sơn. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Trang Beauty giúp mình nhé. Chúc các bạn thành công.